Thầy trò chúng ta làm câu 5.1. Câu này được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa của tỉnh Hải Dương năm học 2023-2024. Đây như sau. Tôi cháy hoàn toàn 17,92 lít hỗn hợp khí X gồm có ba chất bằng oxy. Bạn tính cho thầy mol X bao nhiêu, mol oxy bao nhiêu? Mono 2. Mặt khác cho hỗn hợp X này tác dụng với hydro rồi dẫn toàn bộ rồi dẫn hỗn hợp thu được đi qua niken đun nóng hợp. Em hiểu mặt khác trộn với hydro là chưa phản ứng em nha. Khi đi qua niken nhiệt độ đun nóng thì lúc đó nó mới phản ứng và thu được khối lượng hỗn hợp Y. Người ta cho chúng ta khối lượng Y là bằng 23,4 gram. Còn nếu dẫn qua hỗn hợp chưa dung dịch brom, thấy khối lượng mình brom tăng lên m gram. Đề cao chúng ta là tính m. Rồi, bạn hiểu như thế nào ạ? Đầu tiên là phần đốt cháy đi em. Đốt cháy chúng ta hiểu như thế nào? Cái bài này cái khó không ta? Bài này chúng ta xử lý như thế nào? Bài này chúng ta có trong cái tài liệu thầy rất là nhiều rồi. Chúng ta coi lại cái hỗn hợp của ancan, alken và ankin tác dụng với oxy brom và hydro em nhé. Đầu tiên cứ viết phương trình giải đi rồi thử lý tiếp. Chúng ta để cấu tạo luôn em nha, bởi vì đây nó liên quan tới cấu tạo nhiều hơn, do đó không cần phải thay đổi nữa mất công. Tiếp tục CH2 nối đôi CH2. Cân bằng oxy cho thầy đây em ơi. Rồi, bây giờ chúng ta đặt số mol nó lần lượt là x y mol, x y z. Thế đây là 3,5x, đây là 3 y, 2,5 z. Giờ chúng ta có biểu thức đầu tiên, đó là tổng mol x cộng y cộng z bằng 0,8. Em có mono 2, nó là 3,5x cộng 3y. Các bạn kiểm tra lại oxy chúng ta tính đúng chưa? Và đây là bằng 2,35. Đây là một la mã, đây là hai la mã. Rồi tới đây cái kiến gì không em ơi? À, cái khó nhất vẫn là cái bài toán lắm mà người ta cho hỗn hợp. Bữa trước mà mình gặp cái bài vậy mà hỗn hợp nó đi qua đâu? Hỗn hợp chỉ có một ancan, xin lỗi, một anken thôi, hay là một ankin thôi. Bây giờ nó cho cả hai cùng đi qua brom với hydro thì mức độ khó của bài toán sẽ tăng lên nhiều hơn một xíu. Bữa trước thầy làm bằng cách này, bài toán này bằng cách nào các bạn nhớ không ạ? Và bài này có từ khóa là gì? Bữa trước mình làm kiểu bài này nhiều lắm. Không, bữa trước thầy làm bằng cách nào em? Cho với làm cái gì nữa? Làm sơ đồ đúng không? Còn cách nào nữa không? Vẫn còn một cách nữa, đó là gì? Và
có chúng ta còn có một cái phương pháp mà chúng ta còn học nữa, đó là có phương pháp gì, cái mới đấy nhớ không ạ? Bảo toàn khối lượng. Nhưng mà trước khi mà làm thì mình để ý với thầy ba hydrocarbon này có gì điểm giống nhau không? Đúng rồi, mấu chốt nằm đó. Hiểu không em? Mấu chốt nằm đó và cái hỗn hợp y chúng ta lần tận dụng được là chỗ đó. Bây giờ cái chỗ x này vẫn không đổi em ha. Thấy tới không đổi này. Ở trộn với niken đun nóng thì thu được 23,4 gram hỗn hợp y. Rồi dẫn thông bộ qua bình brom. Ok. Bây giờ chúng ta có sơ đồ như sau. Bây giờ thực chất em đề ba cũng được mà em muốn tách cũng được tùy. Như vậy hỗn hợp chúng ta còn có bốn chất. Đó là CH3, CH3. Em muốn quy về C2H gì cũng được em nhé. C bao nhiêu? CH nó 3 CH. Rồi, với hydro nữa. Mấy thằng này có số mol là 0,8 mol. Đi qua cái niken nhiệt độ đun nóng. Rồi. Bây giờ các bạn hãy trả lời với thầy câu hỏi sau. À, bài này thì người ta kêu các phần ứng sẽ hoàn toàn nghĩa là gì? Các phần sẽ ra hoàn toàn nghĩa là gì em ơi? Ủa, nói vậy sao được? Phần sẽ ra hoàn toàn là cái gì? Cái là dư là sao em? Không hiểu. Phần hoàn toàn là gì các bạn? Nhờ cơ sở nào để chúng ta biết được cái điều đó? Rồi. Và bài này chúng ta làm sao chúng ta biết được là cái H2 chúng ta là hết. Có lý do đấy, mà cho thầy biết đi. Mất màu brom. Trong đời không do không bị mất màu brom thì nó phải chứa hydrocarbon không no dư. Hiểu vấn đề không em? Bởi vì bản chất nó biến về liên kết đơn rồi. Hiểu vấn đề không ạ? Như vậy hỗn hợp y của em gồm gì? Phải gồm có C2H6 đúng không em? Ghi như thế này bạn hiểu không ạ? Không ghi cấu tạo luôn đi. CH3, CH3 là cái anh ca tạo thành này. Có thể có chứa thằng này dư. Và có thể chứa thằng này dư nữa. Rồi có ý kiến gì không em à? Rồi. Khối lượng thằng này có chưa? Bao nhiêu? 23,4 gram. Rồi. Hỗn hợp này chúng ta đi qua brom đúng không em? Brom dư. Như vậy người ta hỏi là mất màu tối đa m gam brom để chúng ta thu được sản phẩm cho brom thì sao? Các chất trên cùng không tác dụng. Chúng ta ghi sơ đồ nha, bài này em không ghi sơ đồ là em khó làm lắm, bởi vì phương trình nó khá phức tạp. Dùng sơ đồ để biện để chúng ta gọn vấn đề lại và chúng ta nhìn vấn đề chính xác hơn, được chưa? Rồi, yêu cầu chúng ta là tính mất màu m gam brom. Mục tiêu của chúng ta là dùng định luật bảo toàn liên kết gì em ơi? Rồi, mắc dùng định luật bảo toàn liên kết B. Rồi, bảo toàn liên kết B là gì thầy không nhớ ta, quên, tự dùng quên nè. Bảo toàn liên kết B là gì em? Nếu mà bảo toàn liên kết B thì nó bị khập khiễng chỗ nào ta? Cái này khó nha. Đó là nó bị khập khiễng ở chỗ nào nha? Bởi vì muốn bảo toàn liên kết B thì em cần tính được số mol của C2H4 với C2H2 ban đầu. Sau đó chúng ta sẽ bảo toàn liên kết B đó là
Đây này, ta ghi lại cái mục đích cuối cùng của bảo tàng linh cái B nha. Một mol C2H4 ghi tắt luôn nha. Ban đầu cộng 2 mol C2H2 vì trong này có 2 bi bằng một lần mol hydro phản ứng cộng mol Br2 phản ứng. Các bạn có hiểu không? Để giảng tiếp. Hiểu không Đăng ơi? Rồi bây giờ em đang có hai phương trình chứa bằng ở đây rồi. Bây giờ em cần một phương trình nữa. Theo em đó là phương trình nào và vì sao? Phương trình nào em ơi? Chúng ta đã xác định được tọa độ rồi. Có mục tiêu của em là tính y và z nữa là xong. Đó, nếu em chọn hướng đi như thế này thì em phải tìm được cho thầy y và z, coi như là em giải quyết được vấn đề. Muốn y và z thì phải tìm được cho thầy một cái phương trình toán học nữa chứ, ở đây z là xong. Các bạn hiểu không ạ? Rồi, thầy thầy ghi hết cho em nha. Rồi, bây giờ em phải hiểu được cái điều này thì em mới làm mới được. Và mục tiêu của em đó là mol hydro phản ứng bữa trước thầy nói rồi. Và chúng ta sẽ lấy mol A trừ đi mol X đúng không em? Đúng không ạ? Mol đi được mol X đúng không? Chúng ta được sử dụng em nha, nói trước rồi đó. Đâu còn gì nữa không? Như vậy chứ mol X có chưa? Rồi, mol này chưa có. Tính đi. Muốn âm muốn phải nhưng phải nhiều thứ lắm đó. Như vậy mol này với mol X như thế này em ơi, các bằng nhau không? Khẳng định cho thầy đi, các bằng nhau không đã? Thế bạn là mol này và mol X các bằng nhau hay không và vì sao? Đó. Nhiều câu hỏi đấy, bạn có suy nghĩ đi chứ, trả lời đi rồi chúng ta hãy biện luận cho nó chính xác chứ không phải bài toán này bị vướng đấy. Còn nếu mà em làm như thế này nó bị khuất, em hiểu không? Hồi nãy thầy đã nói bạn rồi đó, mà ba hydrocarbon này đặc điểm giống nhau nó là gì, cùng hydro khác số hydro, cùng carbon khác hydro thôi. Do đó tại sao chúng ta không nên đặt nó thành một cái công thức dạng khác đi, thì khi đó chúng ta đỡ ẩn lại, thì với lại cũng không mất được tính tổng quát của bài toán. Bởi vì sao vậy? Bởi vì bài toán này người ta hỏi chung mà, hỏi khối lượng brom, được chưa? Khi nào người ta hỏi riêng thì cách này mới đúng này. Bởi vì chúng ta nếu như thế này chúng ta khó nhìn lắm. Bây giờ thầy sẽ phép quy bản chất về một chất được không em ơi? Nha. Ta quy cơ hội là 7x về cái gì? Quy x về vậy mày. C2HI luôn đi. À, C2HN đi. Không cần là trung bình đâu. VN như thế nào với 2? Và như thế nào với 6? Lớn 2 đúng không em? Bé 6. Số hydro nhỏ nhất là bao nhiêu? Là 2, lớn nhất là bao nhiêu? Là 6. Ta đã hiểu chưa? Để giảng tiếp. Ăn nhau bài toán năm đợt này nha. Nói trước, nếu mình làm được điều này thì nó rất là dễ. Còn nếu bạn nào thông minh hơn theo thầy thì chúng ta nên đặt nó là 2N luôn. 2N đúng không mấy đứa? 2N hơn hay là N? N cũng được mà 2N cũng được. Ok.
Bây giờ khi đó bài toán chúng ta nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nó có phương trình này. C bao nhiêu? C2HN. Chúng ta đi đốt cháy. Thu được 2CO2 cộng 0,5N2O cân bằng oxy giúp thay đem ơi. 4 thì 2 0,5 mà chúng ta chia cho 2 còn 0,25. Như vậy số mol thằng này có là không mấy? 0,8, chuyển qua đây. 0,8 nhân cho 2 cộng cho 0,25N. Và thay đổi cho là nó bằng 2,35. Từ đây bạn tính cho thầy N bao nhiêu? Thầy nói ý tưởng còn đi thi chúng ta tự sắp xếp lại thực dây một cách vừa đợi vừa phải, giống như nháp vậy đó. Ba phẩy bảy lăm, 3,75 thì thỏa mãn điều kiện trên rồi, lớn 2 và nhỏ hơn 6. Hiểu không em ơi? Như vậy sẽ là x bây giờ sẽ là gì? C2H 3,75. Có ý kiến gì không em ơi? Lưu ý thì nó lại nha, hydro chúng ta là một số chẵn đối với một chất cụ thể, còn khi trung bình thì nó có thể nhận tích lại bất kỳ lúc nào. Hiểu vấn đề không em ơi? Rồi, bây giờ chúng ta đi tính cho thầy cái K của C này bao nhiêu? C2H3,75. Tính cho thầy trung bình cái K bằng bao nhiêu? Ở đây người ta cho chúng ta có mạch thở không? Mà chắc chắn nó là mạch thở rồi. K bằng B, tính cho thầy đi. 2 nhân 2 trừ đi 24 trừ đi N1 cộng 2 chia 2. Không biết công thức cho tính K chưa Hồng ơi? Một phẩy một hai năm. Cái đây thế nào ý kiến gì không mới đâu? Rồi. Bây giờ chúng ta xử lý bài toán này nó sẽ dễ dàng hơn, thấy nhẹ nhàng hơn một xíu đúng không? Nhẹ nhàng hơn rất là nhiều luôn. Em ơi. Nếu mà có này thì chúng ta đủ của bản lĩnh để chơi với hydro rồi. C2H3,75. Do cái K chúng ta bằng B và bằng 1,125 thì hydro chúng ta vẫn là 1,125. Để tạo ra hợp chất nào? Tính như thầy hợp chất nào đây là C mấy? C2H6 đúng không ạ? Khiêm đang ơi. Rồi. Như đã nói ở đây là để mà cái hỗn hợp Y này phản với brom thì Y này phải chứa C2H3,75 dư. Có hiểu không ai đâu? Vậy chính cái lượng dư này mới đi tác dụng với brom. Thì nó phản ứng vẫn là 1,125 thôi. Sau đó chúng ta tạo thành C2H3,75. Br tính cho thầy đây. Hai phẩy hai lăm. Giờ cái đoạn còn lại mới được xử lý như thế nào? Muốn nó xử lý đoạn còn lại thì dễ thôi đúng không em? Mình có cái gì rồi? Có số mol với khối lượng hỗn hợp Y đúng không em? Dễ rồi đúng không? Đây là hỗn hợp Y nữa. Như vậy đây là gì? Đây số mol của nó ban đầu. Mà đặt số mol nó là x về y mol. X mol y mol. Chuyển qua đây. X. Chuyển qua đây là y. Nếu đây y thì đây là 1,125 y. Em giải được không? Em có x cộng y bằng bao nhiêu? Không phải 0,8 đúng không em? Vậy tiếp tục đó là tới đây. C26 bao nhiêu? 30.
27,75. Bạn tính cho thầy bao nhiêu? Khối lượng đây người ta cho là 23,4 gram rồi. Bốn phần 15 hả? Rồi. Như vậy từ đây chúng ta tính được khối lượng brom chưa? 160 là khối lượng bon nhân cho 1,125 nhân ngày 4 phần 15. Tính bằng nhiêu? 48 g. Rồi, bây giờ các bạn có thấy bài này nếu mà mình hiểu được cái nhìn được cái xe trung bình nó bài toán nó gọn hơn rất là nhiều và dễ hiểu hơn không? Có ai kiến gì về bài toán này không? Và có ai có ý tưởng khác không? Nếu ý tưởng khác thì lúc đầu thầy trò ta cũng làm rồi. Thử làm bằng cách là để ba chất nhưng mà nó sẽ bị vướng và nó làm không ra kết quả. Tôi chạy mày. Rồi. Như vậy các bạn thấy câu này nó khó hay gì? Theo cái làm của thầy thì các bạn thấy khó là gì? Câu này cho chúng ta bài học gì đây Đăng rồi? Mấy ý tưởng này thầy dạy cho bạn rồi đúng không? Ý tưởng là mình phải đúc đúc kết nhiều ý tưởng, nhiều kinh nghiệm lại với nhau. Còn cái bài toán mà khi mình nó số C nó khác đi. Bây giờ tôi hỏi bạn nghe chưa? Lỡ đây nó cho một cái C khác đây nữa. Bây giờ tức là không còn C2 nữa. Ví dụ chất đầu tiên nó biến thành CH4 thì bài này mình quy về như thế nào là hợp lý? Hoặc là có thể nó không phải như vậy đâu. Thầy sẽ nói các bạn biến tướng bài toán. Biến tướng bài toán nó sẽ biến về như thế này. Bạn bạn đấy nha. Không thấy là trùng đấy. Chúng ta coi thử nếu mà người ta cho tình huống như thế này, kiểu nói chung là cũng na ná như vậy, thì em sẽ xử lý bài toán như thế nào? Rồi, bạn nào có ý tưởng nào nói nghe xem. Xin là trung bình học bổng đúng rồi, chính xác. Bởi vì nó cùng thì đồ thô. Đấy chưa? Cũng có bài toán này, nếu người ta biến tướng là người ta biến về như thế này mà tình huống như vậy. Chúng ta cũng làm tương tự vậy, chứ đừng để bốn ba chất. Được chưa? Cực kỳ khó anh em. Hãy nhớ điều đó cho thầy.